MTV Friday Livestream là chương trình quốc tế phát trực tiếp music video có sự giao thoa giữa những bài hát kinh điển và thịnh hành. Trong đó, người yêu nhạc toàn cầu được bày tỏ nguyện vọng nghe những bài hát yêu thích và tương tác với nhau. Và do Kevin Kenny host trên MTV, bên cạnh loạt sao US-UK, hai đại diện Việt Nam đang được fan ra sức vote là Jack và Sơn Tùng. Gần đây, hai fandom của Jack và Sơn Tùng đã ra sức kêu gọi bình chọn, vote không ngừng để sản phẩm từ thần tượng của mình được phát trên MTV Friday Livestream. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Jack đang ấp đảo Sơn Tùng để giành slot phát nhạc trên show quốc tế. Chuyện cạnh tranh giữa hai nhà Jack và Sơn Tùng vốn dĩ cũng đã rất quen thuộc trên đường đua V-pop thời gian qua. Nhưng điều đáng nói là mới đây, dân tình lại rần rần chi tiết fan Jack bị tố đạo văn nội dung kêu gọi bình chọn của fan Sơn Tùng. Cụ thể, câu chuyện bình chọn để nhạc thần tượng được phát trên MTV Friday Livestream đã dẫn đến một drama khác khi cư dân mạng phát hiện Jack bị tố đạo văn nội dung kêu gọi bình chọn của fan Sơn Tùng, với mong muốn để thần tượng được lọt vào top 10 lượt yêu cầu cao nhất để có cơ hội phát nhạc trong chương trình. Fandom đom đóm của Jack và Sky của Sơn Tùng đều ra sức đăng bài kêu gọi các thành viên bình chọn. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân so sánh hai bài đăng này với nhau, dân tình thấy có sự trùng hợp kỳ lạ. Điều đáng nói là phía fan Sơn Tùng là người thực hiện bài viết kêu gọi cho thần tượng trước. Bài đăng của phía fandom Jack được đăng tại sau có những nội dung, chi tiết, hướng dẫn vô tình giống nhau. Từ đó dẫn đến tranh cãi nảy lửa của fandom hai ca sĩ. Việc được phát nhạc trên kênh MTV quốc tế là niềm vinh dự không chỉ riêng với nghệ sĩ Việt Nam mà còn là của khán giả nước nhà. Chính vì vậy, các fan của Sơn Tùng và Jack đang rất nỗ lực để giành suất cho thần tượng của mình có cơ hội đặc biệt này. Về thế trận hiện tại, dù cộng đồng Sky tố fandom đom đóm sao chép, nhưng dường như Jack lại đang nắm lợi thế. Theo đó, trên bảng trending Twitter Việt Nam, hashtag Hoa Hải Đường, bản hit của Jack đang chiếm lĩnh vị trí top 1. Ngay sau đó chính là hashtag của chương trình MTV Friday Livestream. Ngược lại, hashtag Tiến lên Sky ơi lại chỉ đang nằm thứ hạng 17. Dẫu vậy, đây chắc chắn vẫn chưa phải kết quả cuối cùng. Và liệu Sơn Tùng hay Jack có cho mình cơ hội phát nhạc trên MTV Friday Livestream hay không, vẫn còn phải chờ đợi trong ít ngày tới. Sự việc này khiến cộng đồng người hâm mộ của Sơn Tùng vô cùng khó chịu. Bởi vì để có thể dựng nên một bài hướng dẫn yêu cầu chi tiết và chính xác, họ cần phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng với mục đích mang ích lợi về cho thần tượng. Giữa cơn phẫn nộ, rất nhiều trang fanpage khác của cộng đồng Sky cũng chia sẻ hình ảnh này và chế giễu fandom của Jack. Hiện bài đăng về chiến dịch gửi yêu cầu phát nhạc của Jack bị tố sao chép cũng đã được gỡ khỏi trang fanpage này. Với tình hình hiện tại, mặc dù vẫn còn khẩu chiến quyết liệt, nhưng xét về mặt thời gian, phía fandom Sơn Tùng vẫn chiếm phần thắng nhiều hơn. Dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng màn bình chọn đầy inh ỏi này của hai fandom Jack và Sơn Tùng đã khiến dân tình chú ý không ít. Có thể nói Sơn Tùng MTV và Jack hiện nay là hai nam ca sĩ sở hữu lượng fan khủng nhất nhì showbiz Việt. Do đó, rất nhiều cuộc chiến vô cùng gay gắt giữa hai fandom của hai nghệ sĩ cũng từng xảy ra khi thần tượng của mình bị đối phương hạ thấp. Tuy nhiên thì cả hai ca sĩ Jack và Sơn Tùng MTV cũng đều chưa có phản hồi về các sự việc. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục xôn xao trước thông tin fanpage chính thức của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bất ngờ bị gỡ bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và thay vào đó là nghệ sĩ Hồng Vân. Điều này đã khiến không ít người đoán già đoán non, đặt câu hỏi nghi vấn phải chăng bà bầu sân khấu kịch Phú Nhuận đã bị tước danh hiệu sau loạt tai tiếng gần đây. Trong loạt bê bối về việc BIA trá hình thực phẩm chức năng, phát ngôn không đúng về đại dịch thời gian qua, cái tên Hồng Vân đã được nhắc đến khá nhiều. Mặc dù đã lên tiếng phân trần xin lỗi khán giả, nhưng hình ảnh của nữ nghệ sĩ vẫn bị ảnh hưởng nhiều trong mắt công chúng. Vì vậy, việc fanpage đổi tên từ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thành nghệ sĩ Hồng Vân lần này đã làm dậy sóng dư luận. Trước những đồn đoán nghi ngờ của khán giả, phía Hồng Vân đã lên tiếng, cô chia sẻ: "Kính gửi quý khán giả thân yêu của Hồng Vân, hiện tại Vân đang sử dụng một tài khoản Facebook cá nhân mang tên Hồng Vân đã có tích xanh và một fanpage mang tên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Theo chính sách của Facebook, giữa trang cá nhân và fanpage của cùng một người chỉ được xác nhận tích xanh của một tài khoản. Trong thời gian qua, trang nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chưa có tích xanh nên dễ xảy ra tình trạng giả mạo và các vấn đề không mong muốn khác. Chính vì vậy, Vân đã được team Facebook hỗ trợ đổi tên chuyển tích xanh từ trang cá nhân sang fanpage để tiện sử dụng và tránh những trường hợp giả mạo, hiểu nhầm không đáng có. Đó chính là lý do fanpage nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được đổi tên thành nghệ sĩ Hồng Vân để phù hợp chính sách cấp tích xanh của Facebook đưa ra." Bà bầu cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Cùng với đó là lời nhắn nhủ, chúc mọi người sức khỏe và bình an, Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch. Có thể thấy việc gỡ bỏ danh hiệu khỏi tên trên fanpage là do chủ ý của cô, hoàn toàn không có chuyện Hồng Vân bị tước bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhân dân như cộng đồng mạng đồn đoán. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sinh năm 1966, cô được coi là một trong những nghệ sĩ thành công ở cả chính kịch và hài kịch tại Sài Gòn.
Bên cạnh làm bà bầu cho sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Chợ Lớn, Hồng Vân cùng một số nghệ sĩ gạo cội còn mở lớp đào tạo nhiều diễn viên trẻ hiện nay, không chỉ ghi dấu ấn với khán giả bằng các vai diễn trong nhiều vở kịch như Mẹ là người tình, Lôi Vũ, cô còn tham gia các dự án phim truyền hình, phim điện ảnh như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu và hàng loạt web drama đình đám khác. Với những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2011, Hồng Vân được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thông tin diễn viên hài Vinh Râu và ca sĩ Lương Minh Trang ly hôn sau 6 năm bên nhau khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao những ngày qua. Đáng chú ý, Lương Minh Trang còn tiết lộ chuyện vừa bị chồng cũ chặn Facebook. Điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cô thất vọng. Chiều 29 tháng 7, sau khi bị vợ cũ đăng đàn ám chỉ chuyện bị chặn, nam diễn viên đã quay xe gửi lời mời kết bạn cho Lương Minh Trang. Không biết nữ ca sĩ có chấp nhận lời mời kết bạn từ chồng cũ hay không, nhưng đến đêm 29 tháng 7, cô lại tiết lộ chuyện tiếp tục bị block trong cuộc trò chuyện cùng fan. Cụ thể, khi được fan an ủi chuyện Vinh Râu vẫn còn thương người cũ, Lương Minh Trang trả lời, rồi sao tôi thấy được ổng đăng cái gì? Nhiều người không khỏi thắc mắc bởi bài đăng của Vinh Râu để chế độ công khai. Nếu Lương Minh Trang không bị block thì tại sao cô lại không thấy được status này? Ngoài ra, giọng ca Tang còn đáp trả khi bị cho là dùng chiêu trò tạo sự chú ý mà không chủ động liên lạc với chồng cũ để hòa giải. Bạn nhắn giúp mình số bị chặn nha. Việc nữ ca sĩ ẩn ý chuyện bị chặn cả Facebook lẫn số điện thoại khiến cư dân mạng cho rằng cả hai dường như vẫn còn nhiều khúc mắc đằng sau những tuyên bố chia tay với lời lẽ rất văn minh trước đó. Trước mọi tin đồn mới đây, cựu biên kịch Pháp TV Long Nguyễn lên tiếng làm rõ tin đồn này cho Lương Minh Trang và không quên dành cho cô nàng lời khuyên. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh vai kề vai cùng người lộ ảnh thân mật Lương Minh Trang và còn tác thẳng cô cùng Vinh Râu vào để đối chất. Thì ra chàng trai áo kẻ bị vướng vào drama này là bạn chung của Lương Minh Trang, Vinh Râu và Long Nguyễn. Ngay lập tức Vinh Râu phải nói lời xin lỗi vì đã để bạn bè bị liên lụy vào chuyện riêng, còn Lương Minh Trang thì mừng rỡ vì cuối cùng sự việc đã được làm rõ. Tuy nhiên, cựu biên kịch Pháp TV khiến dân tình hoang mang khi có lời nhắn gửi đầy ẩn ý đến vợ cũ Vinh Râu. Anh nghĩ em không cần phải nói thêm gì đâu, sự thật sẽ luôn là sự thật thôi, càng nói càng dở nha em. Mặc dù không rõ cựu biên kịch Pháp TV muốn ám chỉ việc gì, nhưng câu nói này của anh đã khiến hội thánh hóng vô cùng tò mò. Nhiều người cho rằng Long Nguyễn đang muốn nhắc khéo Minh Trang về chuyện cô liên tục đăng status bóng gió về chồng cũ suốt ngày 29 tháng 7. Tuy nhiên, cũng có không ít người tin rằng đây chỉ là lời nhắc nhở bình thường, không có ý gì. Quá bức xúc vì bị công kích, tung tin đồn làm xấu, ảnh hưởng đến danh dự sau khi ly hôn, Lương Minh Trang viết tâm thư dài thừa nhận không thể tiếp tục làm tri kỷ với người cũ vì quá thất vọng. Cô nhấn mạnh, tôi mong đặng ấy sống tốt mỗi ngày vì tôi không muốn 6 năm của tôi trở nên vô nghĩa. Đừng háo thắng nữa, anh có thể tốt hơn như vậy rất nhiều. Đừng tự hình thành cho mình những nhân cách khác nhau nữa, hãy là chính mình đi. Chỉ ít phút sau khi bị nữ ca sĩ Tang đăng đàn vạch mặt, Vinh Râu đã có động thái đáp trả. Thay vì thanh minh hay phản bác những thông tin do vợ cũ đưa ra, thành viên nhóm Pháp TV chỉ ngắn gọn một câu, mạnh mẽ lên nha. Dân mạng cho rằng có thể Vinh Râu không muốn vụ việc thêm phức tạp nên mới có chia sẻ ngắn gọn thế kia. Tuy nhiên, nhiều người lại đưa ra lời khuyên Vinh Râu và vợ cũ nên ngồi lại để tháo bỏ mọi drama, chứ không nên đấu tố trên mạng xã hội như thế này. Đáng chú ý hơn cả, bên dưới chia sẻ của thành viên nhóm Pháp TV, Huỳnh Phương cũng vào để lại bình luận đầy ẩn ý. Cái sai lớn nhất của cậu là đàn ông. Trước đó, Huỳnh Phương cũng có động thái được netizen cho là đang cà khịa vợ cũ của bản thân. Tất nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của khán giả. Thực hư ra sao, người trong cuộc rõ nhất. Chia sẻ của Huỳnh Phương nhận được lượng tương tác lớn. Một vài dân mạng bức xúc cho rằng nam diễn viên đang châm dầu vào lửa. You are my glory, em là niềm kiêu hãnh của anh. Bộ phim đang làm mưa làm gió khắp châu Á hiện nay. Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạng đã làm nên sức sống dữ dội với nhiều thành tích đáng nể trên các nền tảng. Chẳng hạn như đạt 100 triệu sau 3 giờ ra mắt, điểm Douban 7.7,92%. Những người đã xem đều đánh giá bộ phim là đỉnh. Đặc biệt, cặp đôi visual hoàn hảo của phim Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba làm khán giả ngộp trong nhan sắc mỹ miều. Không phủ nhận sức nóng hiện tại của Em là niềm kiêu hãnh của anh. Tuy nhiên, sau 10 tập phát sóng trên tài khoản VIP, khán giả đang dần nhận ra vài điểm bất ổn của bộ phim này, hay nói cách khác là những điểm làm người xem cảm thấy khó chịu khi xem phim. Những ý kiến trái chiều nhanh chóng được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội, có thể tổng kết lại bằng 4 điểm như sau. Quảng bá game lộ liễu và quá nhiều. Nhiều người cảm thấy dường như đây là một bộ phim quảng bá về game hơn là chú trọng vào ngôn tình lãng mạn, khi cảnh game xuất hiện khá nhiều, dày đặc xuyên suốt các tập phim. Đôi chỗ chèn những livestream về game một cách lộ liễu và nhạt nhẽo. Dẫu biết tiểu thuyết góc phân nửa nói về eSports,
nhưng người xem vẫn kỳ vọng vào việc lên phim sẽ có những chỉnh sửa phù hợp. Không ít bình luận nói rằng kịch bản đang dần nhạt đi. Phải chăng do ban đầu khán giả kỳ vọng quá cao, thêm phần được PR quá đà nên phim đang xuống dốc rõ rệt? Kỹ năng diễn xuất của Dương Dương gây tranh cãi. Sau 4 năm, đối thủ lớn nhất của anh vẫn là chính mình. Ngay từ đầu khi nhìn vào dàn diễn viên thực lực của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thì gần như 100% khán giả sẽ đặt cược vào vé phim sẽ hot, sẽ trở thành bộ phim ăn khách mùa hè 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với kỳ vọng của người xem là kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính gây tranh cãi, đặc biệt là Dương Dương. Không phải duy nhất vai Vu Đồ trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh mà hầu hết các vai diễn gần đây của anh ấy đều dậm chân tại chỗ. Theo đúng nguyên tắc gốc, vai kỹ sư hàng không vũ trụ Vu Đồ là một người rất ngầu và đẹp trai. Nếu xét về ngoại hình thì Dương Dương dư thừa điều này. Nhưng ngay khi mở màn ra mắt, Dương Dương vô cảm và nhíu mày. Hay khi thảo luận về việc chơi game, anh ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm đó. Khi uống rượu và trò chuyện, lông mày của Dương Dương vẫn cau lại. Biểu cảm cau có này xuyên suốt tất cả các tập đã phát sóng. Không chỉ cách diễn đạt mà cách xử lý tình tiết của Dương Dương cũng không đến nơi đến chốn. Lần đầu tiên gặp mặt bà chủ, Địch Lệ Nhiệt Ba vui mừng và sự kỳ vọng hiện rõ trên mặt, còn Dương Dương vô cảm trong suốt quá trình. Điều này làm người xem cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ, diễn xuất của Dương Dương chỉ ở mức bình thường, nhưng có thể bù đắp lại bằng ngoại hình. Nhưng có lẽ ngoại hình điển trai cũng không thể cứu vớt được cái đơ của anh ấy trong phim. Trang điểm của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim có những ý kiến khen chê trái chiều. Đã bùng nổ một cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến make-up của nữ chính Nhiệt Ba, vai Kiều Tinh Tinh. Sau khi theo dõi 10 tập phim, khán giả nhận định rằng gương mặt xinh đẹp của Nhiệt Ba thực sự bị sụp đổ qua bàn tay của trang điểm. Màu mắt quen thuộc được sử dụng là màu cam nhạt, thêm phần óng ánh nhẹ, đường kẻ mắt cong làm lộ khuyết điểm bọng mắt to của Nhiệt Ba một cách rõ rệt. Ngoài ra, nước kem nền trắng bệch thấy rõ trên lệch màu da giữa cổ và khuôn mặt của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, ngay cả những cảnh phim Kiều Tinh Tinh chơi game ở nhà thì gương mặt của cô cứng đờ bởi một lớp make-up quá dày, quá lộ liễu. Việc trang điểm quá đậm khiến Nhiệt Ba trở nên kém xinh trước ống kính máy quay. Chỉ cần đặt một bức ảnh chụp màn hình cùng một tập phim của nam nữ chính và vai phụ sẽ thấy rõ sự tương phản. Nam nữ chính thiếu sự tương tác, dường như mạnh ai người nấy diễn. Vì quá tập trung vào game nên ngay từ đầu đã có rất ít love line của cặp đôi chính. Đến những phân cảnh Dương Dương và Nhiệt Ba ở cạnh nhau, netizen lại thấy đây giống như một cuộc đọ visual hơn là đang đóng phim tình cảm. Nói một cách đơn giản, đến thời điểm hiện tại, khán giả chưa cảm nhận được cảm giác muốn yêu đương, năng lượng ngọt ngào của hai nhân vật chính của một bộ phim mang danh ngọt. Một số ý kiến nặng nề hơn, họ cho rằng Dương Dương và Nhiệt Ba không có ý thức về couple, không tạo được phản ứng hóa học chạm đến trái tim người xem. Hành trình của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh vẫn còn rất dài. Hãy cùng chờ đợi những sự đột phá trong chuyện tình cảm của Vu Đồ và Kiều Tinh Tinh nhé.